Xin kính chào quý vị và bà con. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục được bổ sung thêm. Các tỉnh, vùng núi và trung du phía Bắc có xu hướng giảm hẳn mưa. Ngày nắng gián đoạn và nhiệt độ trưa chiều mai ở mức là từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, thì mưa rào vẫn còn xuất hiện nhiều tại các tỉnh thành ven biển và đồng bằng Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc của giải hội tụ nhiệt đới qua ven biển miền Trung, nhiệt độ trưa chiều giao động từ 27 cho đến 30 độ. Thưa bà con, miền Bắc chuyển mùa kèm theo mưa, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để nhiều loại mầm bệnh phát sinh, phát triển, tấn công vật nuôi. Để đảm bảo sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi trong thời điểm này, người chăn nuôi cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho vật nuôi. Với trâu, bò, nhất là bò sữa cần cân đối lượng thức ăn tinh và thức ăn thô xanh để cho vật nuôi ăn đầy đủ. Bên cạnh chế độ ăn thì bà con cần đảm bảo đủ nước uống, đồng thời bổ sung một lượng muối chất nhất định vào nước uống, cần cho vật nuôi uống nước sạch. Trong thức ăn hàng ngày thì bà con nên bổ sung các loại khoáng chất, vitamin để giúp cho vật nuôi nâng cao sức đề kháng, ngăn chặn mầm bệnh. Để chủ động thức ăn mùa đông sắp tới, ngay từ bây giờ, người chăn nuôi cần chú ý chăm sóc diện tích trồng cỏ, thu mua các loại cỏ thân cây ngô, cây họ đậu, rơm tươi, rơm khô sau thu hoạch để ủ dự trữ thức ăn cho trâu bò bằng phương pháp ủ chua và ủ rơm với ure. Thức ăn ủ chua có tác dụng kích thích cho con vật ngon miệng, ăn tốt hơn. Đối với đàn lợn và gia cầm thì bà con có thể bổ sung trực tiếp vào thức ăn, nước uống, một số vitamin, khoáng chất, chất điện giải cho ăn trực tiếp. Khi sử dụng thức ăn trực tiếp thì bà con chú ý kiểm tra, phát hiện thức ăn có nấm mốc, mùi vị không bình thường cần loại bỏ ngay, tuyệt đối không cho gia súc ăn. Với thức ăn ủ chua phải đảm bảo có mùi vị đặc trưng, không cho vật nuôi ăn thức ăn ủ bị hỏng mốc, có mùi vị khác thường. Chuyển đến với những thông tin thời tiết xuống đến miền Trung, mưa vẫn còn xảy ra vào đêm và sáng tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa cho đến Huế, trong khi từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thì mưa dông tập trung nhiều trong khoảng chiều tối. Ban ngày thì trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 cho đến 32 độ ở phía Bắc và 30 cho đến 33 độ ở các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân. Theo nhận định xa hơn của các chuyên gia thời tiết thì rất nhiều khả năng từ những ngày nghỉ cuối tuần này, một đợt mưa lớn lại xuất hiện trên khu vực kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của thời tiết thì bà con tại đây cần có các biện pháp bảo vệ hoa màu, vật nuôi, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra. Tại các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ thì thời tiết vẫn chưa có nhiều biến động, những cơn mưa dông rải rác vẫn xảy ra về cuối ngày, ban ngày trời nắng, nhiệt độ không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, từ ngày 13 tháng 10, với sự hoạt động mạnh dần của trường gió mùa Tây Nam, mưa dông sẽ tăng lên diện rộng, kèm theo đó là khả năng xuất hiện dông sét và hiện tượng gió giật. Trên biển, đáng lưu ý là sự hoạt động của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Hiện tại thì áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, đi vào Biển Đông và có khả năng còn mạnh thêm. Bà con cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo để cập nhật những diễn biến mới nhất và có kế hoạch phòng tránh. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phía đông nam của khu vực, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ, độ ẩm trung bình 85-90%. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung tại vùng ven biển và đồng bằng, trong đó thì có nơi khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 27 cho đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, cao nhất từ 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ, cao nhất từ 31 cho đến 33 độ. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.